Trong đó Lào Cai có 1 người chết, Yên Bái có 1 người chết, 1 người mất tích và 4 người bị thương. Điện Biên có 1 người chết và 1 người bị thương. Sơn La có 2 người chết và 2 người bị thương. Mưa lũ còn làm 20 nhà bị sập đổ, hơn 200 nhà bị ngập và hư hại, hơn 3.000 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại. Gia súc có 143 con bị chết hoặc bị cuốn trôi. 91.900 mét khối đất đá đường giao thông bị sạt lở. So với cùng thời điểm này của năm 2012, thì mùa mưa bão năm nay đã gây ra nhiều thiệt hại hơn về người và tài sản.